Sơn Nam Mobile xin giới thiệu các bạn, đây là mẫu bao da Vertu cao cấp. Da này là mình nhập từ nước ngoài về, là da của đà điểu, của chân đà điểu. Và các bạn biết đà điểu nó chỉ có hai chân và mỗi một chân chỉ làm được một bao. Da rất mềm đẹp. Các bạn nhìn chi tiết kỹ cho mình nhé. Mềm đẹp. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái vảy của cái đằng trước da của con đà điểu, chân của nó đi ấy. Bao này rất độc và đẹp. Một chú đà điểu chỉ được hai cái bao thôi, nên vì đây là ở chân. Bao này thì có giá là hơi cao, nhìn da đẹp và mềm. Bạn nhìn này, đây là sống trước của con đà điểu.